Hello, xin chào mừng tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ichimoku Trịnh Phát nha. Và em là Huy sẽ là người đồng hành với anh chị trong cái buổi phân tích nhận định cái nhóm ngành vận tải biển trong ngày hôm nay. Thì nhóm ngành vận tải biển thì trong thời gian vừa qua là có những cái đợt mà tạo sóng á, khi mà có những cái yếu tố về mặt giá cước vận tải biển tăng cao do những cái khó khăn của cái việc đó là các tàu bè đi qua khu vực kênh đảo Panama có những cái yếu tố rủi ro về mặt là địa chính trị, thì làm cho cái giá cước vận tải tăng lên. Đồng thời theo đó là những cái mã cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành vận tải biển như là Gemadept, HAH, VOS, PVT có những cái nhịp bật tăng. Vậy thì liệu rằng là nhóm ngành vận tải biển này nó sẽ còn những cái sóng như vậy ở trong năm nay cho anh chị đầu tư hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay để chúng ta có được một cái nhìn tổng thể. Liệu rằng là khi anh chị đầu tư vào nhóm cảng biển thì yếu tố nào anh chị cần phải là quan tâm nhất, thay vì anh chị quan tâm đến những cái tin tức về mặt đó là giá cước vận tải hay là những cái yếu tố bất ngờ làm cho giá cước vận tải phải tăng lên. Đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay. Thì trước tiên là chúng ta sẽ nhìn về cái giá cước vận tải biển anh chị ha, Baltic Dry Index. Thì chúng ta xem là cái giá cước vận tải nó đang có một cái hiệu là tạo đỉnh vào khoảng là đầu tháng 12 anh chị. Đấy, sau đó là có những cái nhịp là giảm xuống đây, thì là cái giá cước này nó đang test lại những cái vùng giá phía dưới này. Đấy. Khi mà giá này trong tháng 12 là cái giá cước nó lên cũng là về những cái vùng kháng cự ở trên đây rồi, về cái mặt kháng cự về giá thì nó là chưa thể vượt qua và nó có dấu hiệu là nó quay đầu giảm giá, thì nó làm cho nhóm ngành vận tải biển anh chị thì nó chỉ chạy được 1 đến 2 phiên rồi sau đó nó lại đi ngang, rất là khó chịu. Đấy, vì vậy chúng ta cần phải xem rằng là những cái doanh nghiệp thuộc cái nhóm ngành vận tải biển này đâu mới là những doanh nghiệp thật sự có lợi thế về mặt cạnh tranh anh chị ha. Đấy, không phải là công ty nào nó cũng thuần về mặt đó là cho thuê tàu hoặc là thu phí từ cước vận tải biển để tạo cái mặt doanh thu lợi nhuận. Cái này anh chị chúng ta là cần phải là hết sức là tỉnh táo. Nó không phải là nhóm ngành vận tải biển nào, cổ phiếu vận tải biển nào anh chị cũng có thể là tham gia đầu tư được để cho chúng ta tìm kiếm lợi nhuận đó anh chị. Đấy, anh chị chỉ cần có thể là anh chị vô sai, anh chị nhận định sai, đấy, thì anh chị cũng sẽ rất là khó để kiếm được lợi nhuận. Rồi, đầu tiên là chúng ta nhìn về cái nhóm cổ phiếu đầu tiên đó là cổ phiếu Gemadept. Gemadept là có một cái phiên tăng trần. Đấy, với một khối lượng là có một cái sự là gia tăng so với những cái phiên trước, nhưng mà lập tức sau đó là những yếu tố điều chỉnh anh chị. Anh chị nào mà thấy tăng mạnh sau đó anh chị lại đu vào ở những cái phiên ngày hôm sau, lập tức là anh chị sẽ nhận được một cái cú điều chỉnh giảm khoảng là 4,5%, đúng không anh chị? Đây là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc với anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta không hiểu vấn đề. Chúng ta lao vào quá là vội vàng, chúng ta rất là dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bị thua lỗ. Như là Gemadept 4,5% đến một con số khá là đáng tiếc cho anh chị nào mà chúng ta quá là vội vã anh chị. Nhìn về tổng thể nên chỉ có thấy là Gemadept này sau cái quá trình mà tạo đáy trong cuối tháng 10 của thị trường thì Gemadept này có một cái nhịp hồi phục bật tăng lên đâu đó khoảng là 20 cho tới 25%. Đây là một cái con số cũng tương đối anh chị, cũng không phải là quá ấn tượng và quá là mạnh mẽ, nó thuộc cái dạng đây là trung bình khá thôi anh chị ha. Rồi chúng ta nhìn sang cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu HAH. Thì để xem cổ phiếu này có tốt hơn Gemadept hay không, khi mà nó có một cái nhịp bật tăng tốt hơn chị, 40% chị ha, 40%. Còn PVT thì sao? PVT thì có một cái nhịp bật tăng là cũng xem với lại Gemadept khoảng 20-25%. Và VOS bật tăng tốt nên anh chị, đấy cũng phải là 40%. Như vậy thì anh chị biết là trong nhóm ngành cảng biển anh chị nên đầu tư vào cái doanh nghiệp nào đúng vậy, vào cái mã cổ phiếu nào đúng không anh chị? Cổ phiếu nào có một cái sức mạnh tiềm ẩn, có một cái sức mạnh về giá và thu hút được nhà đầu tư thì anh chị nên đầu tư. Thì trong video này chúng ta sẽ nói nhiều với nhau hơn về cái cổ phiếu HAH và VOS. Còn cổ phiếu Gemadept và PVT thì chúng ta chỉ nói sơ qua để chúng ta tìm hiểu, chúng ta đánh giá những cái điểm mua phù hợp và những cái vùng nào mà anh chị đu cao, anh chị nên trung bình giá hoặc vi phạm những vùng thế nào thì chúng ta nên stop loss chị nha. Thì đầu tiên chúng ta nhìn về cái cổ phiếu Gemadept. Cổ phiếu Gemadept sau khi một cái nhịp bật tăng thì có một cái nhịp quay trở lại test cái đường Kijun ở đây. Vì vậy với góc độ của em thì đối với anh chị nhà đầu tư nào mà anh chị muốn mua đối với Gemadept thì ở đây thì em đưa ra những cái góc nhìn cho anh chị, đó là anh chị có thể mua được Gemadept này quanh cái ngưỡng, quanh cái vùng giá là từ 70 cho tới 70.5, đó chính là cái vùng mà anh chị có thể là anh chị chia tỷ trọng ra nha. Anh chị chia tỷ trọng ra, anh chị gom mua với em, anh chị không mua tại một điểm. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì anh chị nhìn thấy cái chỉ báo stochastic ở đây nó đang có xu hướng là bị cắt xuống và khả năng là nó sẽ đi lình xình ở đây, chờ cho cái stock này nó được cắt lên, đúng không anh chị? Nó giống như giai đoạn ở đây đó, khi mà cổ phiếu có những cái nhịp giảm này anh chị, thì cái stock này nó bị cắt xuống và nó sẽ phải có nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại, sau đó là nó mới đi lên. Thì vì vậy góc độ này anh chị chúng ta hãy kiên nhẫn và chia tỷ trọng ra gom mua Gemadept thì em nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn với anh chị ha. Để anh chị mua ở những vùng này là anh chị đã chấp những người đu ở trên đây 5% rồi, khá là an toàn. Khi mà cổ phiếu này có một cái phiên xác nhận vào thì anh chị mua, khi mà nó test lại thì em nghĩ là nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều anh chị. Đấy, cái tỷ lệ xác suất thua lỗ chúng ta thì nó rất là thấp. Đây là đối với cổ phiếu Gemadept. Thì cổ phiếu Gemadept này thì em kỳ vọng anh chị thì nó sẽ không là đánh quá là thấp đâu anh chị, nó sẽ đánh thêm một cái nhịp sideways up kiểu thế này anh chị. Đấy. Và sẽ có một cái target kỳ vọng cho cổ phiếu này, nó sẽ lên được quanh vùng giá 80. Anh chị lưu ý nha, anh chị mua ở đây 80 thì anh chị sẽ kiếm được đâu đó khoảng 15% nữa. Em nghĩ là phù hợp. Gemadept là một cái doanh nghiệp mà thuộc cái dạng đó là tăng trưởng đều qua các năm. Đấy, trên thị trường chứng khoán của chúng ta để mà anh chị tìm kiếm những doanh nghiệp như là Gemadept này thì nó cực kỳ hiếm. Thì ngoài Gemadept ra thì anh chị có thể có những cổ phiếu như là FPT hoặc là LC thì có những cái gọi là tăng trưởng đều qua các năm. Đấy, anh chị thấy không? Chúng ta nhìn về cái chart đồ thị tuần là anh chị thấy này, tăng trưởng liên tục, không tăng mạnh vậy ha, nhưng mà là tăng trưởng liên tục. Anh chị nào nắm giữ những cái cổ phiếu thế này thì anh chị là hoàn toàn yên tâm. Từ năm 2020 đến nay là anh chị nào mua Gemadept là anh chị không bao giờ sợ lỗ nè, vẫn cho chúng ta được một cái mức sinh lời 400% trong vòng 3 đến 4 năm, trung bình là mỗi năm là 100%. Anh chị nào mua những cổ phiếu này thì anh chị phải hết sức là kiên nhẫn và mua với một cái tâm thế là đầu tư giúp em nha. Gemadept. Đấy, mỗi một loại cổ phiếu nó sẽ phù hợp với một cái nhóm khách hàng khác nhau. Đấy, tùy anh chị nha. Chị nếu mà làm nhóm khách hàng đầu tư tăng trưởng, đầu tư vào những doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận tốt, đấy, tăng đều qua hàng năm thì chị nên lựa chọn Gemadept giúp em. Lợi nhuận không cao nhưng mà mang yếu tố là bền vững rất là nhiều. Rồi, cổ phiếu thứ hai chúng ta nhìn qua đó là cổ phiếu HAH. Rồi, trước tiên là nhìn về cái đồ thị mặt dài hạn của HAH anh chị. Ở trong giai đoạn 2020 là giai đoạn mà làm mưa làm gió của HAH anh chị. 2021 ha. Đấy, sau quá trình tạo đỉnh thì HAH cũng có nhịp điều chỉnh giống như những là cổ phiếu thông thường khác thôi. Nhưng mà ở đây anh chị thấy HAH về khung đồ thị tuần, HAH đang gặp một cái kháng cự quanh cái ngưỡng là vùng giá 38.5 và HAH chưa thể vượt qua. Đó. Và cái câu hỏi rằng là liệu rằng trong giai đoạn này chúng ta có nên mua HAH hay không, thì chúng ta sẽ đi vào cái đồ thị ngày để chúng ta thấy nó được chi tiết hơn. Rồi, đây anh chị ha, HAH ở đây. Thì HAH ở đây đối với anh chị nhà đầu tư nào mà anh chị muốn mua thì anh chị hãy canh giúp em quanh cái ngưỡng là vùng giá 37. Đây là anh chị quanh cái ngưỡng đây ha, hỗ trợ ở đây 37 hoặc là 37.2 gì đấy cũng được. Đấy, quanh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị thấy không? Cái chỉ báo stock này nó đang cắt xuống thì khả năng là cổ phiếu này nó sẽ còn những cái nhịp điều chỉnh sập sình ở đây trước khi mà nó lên. Đấy, cho nên anh chị là không nên nóng vội anh chị ha. Không nên nóng vội, chúng ta đợi chờ những nhịp điều chỉnh thích hợp về những vùng giá đẹp thì chúng ta sẽ mua. Đấy, khả năng là nó sẽ quay về đây một lần nữa và nó sẽ có những nhịp bật tăng lên rất là tốt thôi anh chị, không vấn đề gì đâu. HAH này vẫn giữ được một cái trend tăng ổn định. Đấy, nó vẫn như những cổ phiếu khác thôi, vẫn là một cái kênh gọi là sideways up. Khi mà về những vùng biên dưới thế này nên chị có việc anh chị có thể mua được rất là thoải mái, không sợ gì cả. anh chị đừng có nên đu cao. Đấy, mình cứ đợi cổ phiếu điều chỉnh về những vùng giá thích hợp thì mình mua. Đấy, anh chị đợi mua vào đây chị, đúng không, đỡ được tối hóa được khoảng 5% thì em nghĩ đấy là một cái yếu tố là quan trọng và cần thiết với anh chị nhà đầu tư nào chúng ta muốn mua cổ phiếu HAH được đến vậy. Anh chị cần mua những vùng thế này. Sắp tới là HAH sẽ bước vào những cái giai đoạn là tăng khá là tốt, bởi vì phía trên này nó sẽ trở nên là thông thoáng hơn trong tuần sau. Đó, phù hợp với anh chị nhà đầu tư nào chúng ta thích nhóm ngành cảng biển thì anh chị nên lựa chọn HAH. Đấy, còn anh chị nào vốn bé thì anh chị nên có thể lựa chọn cái cổ phiếu là VOS. Anh chị ha, VOS cũng về những vùng hỗ trợ nè. Đấy, từ vùng 11.4 cho tới vùng 11.2, đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu VOS, anh chị có thể canh mua được. Đấy, anh chị canh mua những vùng này giúp em nha. Đấy, nhóm ngành cảng biển là nó đồng thuận lắm chị. Cái chỉ báo stop nó cũng cắt xuống nè, cho nên là anh chị cứ từ từ anh chị mua thôi, không phải vội. Cho dù nó có bật lên thì anh chị cũng đợi, kiên nhẫn đợi em, kiểu gì nó cũng sẽ có nhịp retest trở lại. Đấy, giảm về đây để anh chị mua thôi, đúng không chị ha? Đấy, trong giai đoạn này anh chị đã, khi mà cái stop này nó cắt xuống rồi thì lâu lâu nó có nhịp bật tăng xanh lên, nhưng mà sau đó nó cũng sẽ điều chỉnh tiếp tục thôi. Đấy, rồi nó sẽ cho chúng ta được những cái điểm mua lý tưởng. Anh chị mua những vùng thế này, anh chị quản trị rủi ro nó dễ lắm chị. Anh chị mua 11.2 đi ha, mà nó gãy cái vùng hỗ trợ là 11 nên chị bán. Đấy, anh chị stop loss giúp em. Thì cái biên stop loss đây nó cũng khoảng là 3% thôi, nó rất là nhẹ nhàng cho anh chị. Đấy, anh chị nên lưu ý HAH và VOS nếu như anh chị nào đánh với một yếu tố là đầu cơ cao. Còn anh chị nào mà thích những cổ phiếu mà tăng trưởng lợi nhuận chậm rãi nhưng mà nó an toàn bền vững thì anh chị lựa chọn Gemadept giúp em. Còn PVT thì sao? PVT thì tính từ đầu năm đến nay thì nó cũng giống như là Gemadept thôi anh chị. Đấy, nó cũng là nhóm ngành. Gemadept này thì nó vẫn đang trong một xu hướng là xu hướng tích lũy ở đây, vẫn đang nằm trên hỗ trợ. Vì vậy anh chị nào muốn mua PVT thì đây cũng là những cái vùng hỗ trợ để anh chị mua. Vùng hỗ trợ PVT nó nằm ở vùng 26.3 cho tới vùng 25.9. Đó, một cái vùng hỗ trợ ở đây để anh chị mua. Anh chị cứ mua vùng hỗ trợ giúp em. Khi mà cổ phiếu bật lên thì anh chị có thể là chốt lời. Đấy, hoặc là khi mà cổ phiếu này nó gãy nha. Em nói nếu như cổ phiếu này mà nó gãy khỏi cái vùng này thì anh chị nên stop loss nè. Đấy, rơi khỏi cái đám mây này. Thì quanh vùng giá là vùng giá 24.8 25 gì đấy, anh chị có thể là stop loss cho em, là nó sẽ là an toàn cực kỳ. Nhưng mà về góc nhìn của em thì những cổ phiếu thế này em nghĩ là rất là khó rớt anh chị. Đấy, vì phía dưới này là chằng chịt những cái hỗ trợ rồi, cho nên là cổ phiếu này nó chỉ cùng lắm là nó về vùng 25.8 25.9 là nó sẽ có những yếu tố là bật tăng trở lại. Đấy, anh chị mua, anh chị tìm kiếm những cái lợi nhuận ở trong ngắn hạn thì em nghĩ là được. Đấy, về mặt tích lũy thì em thấy cổ phiếu này tích lũy cũng khá là lâu rồi. Đấy, và cái góc độ bật tăng của cổ phiếu này em nghĩ là cũng sẽ là rất là cao. Anh chị nào mà thích nhóm ngành vận tải biển hoặc là thích cổ phiếu PVT, anh chị có thể tham gia ở những cái vùng giá như thế này, em nghĩ là rất là phù hợp và thích hợp anh chị nha, đừng có sợ. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ nhìn chi tiết hơn về cổ phiếu HH vì em khá là thích cổ phiếu này. Chúng ta nhìn về cái phân tích kỹ thuật phương Tây anh chị ha, để xem HH này nó có phù hợp để anh chị đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận trong lâu dài hay không. Thì HAH này em thấy là cái đường DI cộng nó nằm trên đường DI trừ rồi, và cái đường ADX này đang có xu hướng là vòng lên, cho nó sẽ cho chúng ta một cái điều gì anh chị, một cái xu hướng tăng giá ở trong thời gian tiếp theo sẽ là rất là mạnh. Đấy, anh chị canh mua những vùng giá quanh vùng 37 37.2 và 7.3 em nghĩ là nó rất là thích hợp cho anh chị. Chúng ta nhìn sang khung đồ thị tuần. Đồ thị tuần thì cũng vậy anh chị, DI cộng vẫn nằm trên DI trừ. Các đường MA đang có xu hướng là hướng lên. Đấy, tuần này thì lên nó gặp kháng cự là nó điều chỉnh là đúng rồi anh chị. Đấy, điều chỉnh nhẹ xuống trong tuần sau là anh chị mua nha. Em nghĩ là tuần sau sẽ là cái tuần vẫn là tuần điều chỉnh của HAH thôi. Anh chị cứ chia tỷ trọng rồi anh chị mua gom giúp em. Sau đó là cổ phiếu này có sẽ những cái nhịp là bất định cho năm 2024 thôi. Rất là ổn đó anh chị. Rồi thì video của em đến đây cũng xin phép được kết thúc. Anh chị nào muốn em làm về những mã cổ phiếu nào thì anh chị hãy để lại ở bên dưới phần comment. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.